Chào tất cả anh em từ miền Nam ra Bắc, tất cả anh em đam mê câu cá. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 8, sớm thú vị CB tiếp tục gửi đến anh em một cái lô cần hàng chuyển nhật. Đấy, như anh em có thấy mình quay sơ lược cho anh em xem nè. Đấy, anh em có thấy ha. Và mình lên cho anh em một cái bao Shimano Nestle đẹp lắm nè anh em, mình mới vừa về. Đấy, video lần này gửi đến anh em là 32 mã ha. Anh em thích mã nào cứ lô trực tiếp với shop mình nha. Mấy cần cây cần rút cần súp, những cây cần đi xô phen lớn đẹp lắm nè anh em. Mấy cần cây cần câu lục ha, hai ba khúc câu ngâm sông hồ câu quạt bãi ha, anh em nhé. Thích cây nào cứ lô trực tiếp số mình qua số điện thoại 0976977106 ha, mình xếp hàng tặng nhà cho anh em nhé. Số đó cũng là số Zalo của mình nha anh em ưng cây nào thì cứ báo mình ha, mình gửi hình ảnh cũng như là video chi tiết qua cho anh em ha. Anh em chốt hàng thì báo em nha. Đây em quay cận cảnh cho anh em hình thức cũng như là giá của từng cây cần ha. Đầu tiên lên cho anh em một con Daiwa lông bem nè anh em. Con Daiwa lông bem khá là nét luôn nha. Carbon nó là carbon 2 da băng ít nha anh em. Rất là nét nha. Con này zin nguyên bản hết nha anh em. Bass Big zin nguyên bản hết ha. Fuji zin ha. Đấy, Fuji Six nè. Phan xích nha nha, phan full xích nha. Đấy anh em có thấy zin đẹp hết nha. Hình thức nè anh em có thấy nè, phan thiết ngon lành hết, định vị phan nha anh em. Con này cứng 30 nha, cho anh em câu lục câu đầu cần tục dù nha. Định vị phan ngon lành ha, phôi 2 da. Phôi 2 da bằng nít nha nha. Phan xích rất đẹp luôn. Con này còn khá là đẹp nha nè. Đấy, nó chỉ bị kiểu như là nó quẹt quẹt lông mèo đó nha. Nè, nó vết lông mèo nha, có một vết nha. Còn lại dưới đây đẹp nè. Rồi cái phần gốc của nó thì cũng chuẩn nha anh em. Chỉ có cái phần đít cao su của nó hơi bị răng răng xíu anh em. Phèn phết zin hết nha. Đủ không hộp. Đây, đít cao su nó hơi răng răng xíu nè. Đấy, mình cũng có chấm keo rồi nè. Chỗ này nó còn hơi răng nè. Tí mình chấm lại cho anh em. Đấy, mình chấm keo lại ha. Nó bị răng răng cao su lâu ngày ha. Rồi con này mình sale rẻ cho anh em nha, mình để anh em 2.4 triệu nha. Mình để cho anh em giá 2.4 triệu ha, trọng lượng 380g, ngọn 2.6 ly nha anh em. 2.4 triệu giá siêu rẻ luôn. Con cứng 30 và 4m, rất là đẹp nè. Chụp đầu zin nha anh em, chụp đầu vàng của nó nè, zin nha. Tiếp mà số 2 mình lên cho anh em một con súp hải nữa nè anh em. Đây một con Shimano súp leader 405 DXT phen trắng nha anh em. Phen trắng nha. Phan xích phan trắng nha. Đấy, siêu phẩm. Con này hình thức thì nó có xuất sắc nha. Đó, mình thanh lý rẻ cho anh em nha. Cái phần này là cái màng co nó lâu ngày nó bóc ra, nó có dính cái màu đen đen nè. Cái này anh em vệ sinh nó ra nha. Đây mình cạo muốn ra nè. Đấy anh em thấy không, mình cạo tay ra nè. Đó, nó chỉ có cái vết xước cát ở đây thôi. Đó, vết xước cát ha. Đít nè anh em thấy. Con này là màng co cạo ra ha. Rồi con này mình thanh lý rẻ cho anh em nha anh em. Con này nó có xuất sắc nha. Nhà xước ngọn nè, đầu bu thì zin hết nè. Xích môi trời xích trắng nha. Đấy, định vị phen ngon lành hết nha anh em. Phen viết chuẩn hết ha. Cái phen này cái vòng nhựa nó hơi có mẻ tí xíu nè anh em. Đó, mẻ tí nè, để mình rút ra cho anh em xem. Đấy anh em thấy không? Mẻ xíu à, góc à. Nè đây nè. Gài vào đây định vị thì nó cứ ngắt ra nha anh em. Cái vòng nhựa thôi. Nè, cần nó có xước sát nha. Đấy anh em thấy không, rút ra nó xước cái phần gân gân của nó xước theo năm tháng nha. Con này nói chung là mình thanh lý rẻ cho anh em nha. Đấy xước nè, bên đây thì đẹp ha, xước cái phần gân đó. Đấy, bên trong anh em có thấy nè. Rồi con này mình để cho anh em mức giá rất rẻ nha, 2.6 triệu nha anh em, 2.6 triệu nha, 370g, ngọn 2.3 ly ha. Mã số 2, 2.6 triệu. Cái tiếp mã số 3. Số 3 mình lên cho anh em là một con ISO anh em, ISO phen lớn nè, đọt số 5, 5m4 ha. Đấy anh Pha Tucker nha anh em, đọt số 5, 5m4 anh Pha Tucker. Con này thì phen Fuji nha anh em, phen Fuji ha. Đấy phen Fuji nè anh em có thấy nè. ISO phen lớn nha, đọt khủng nha anh em, đọt số 5 ha, 5.4.
Rồi con này mình thanh lý rẻ cho anh em nè, để anh em 750k nha, 470g ngọn ly 8 ha. Cần hình thức thì anh em đánh giá nha. Ừ, cho anh em săn hàng nha anh em. Ngọn niết con lành nè. Cái phần trên ngọn này anh em rút ra rút vô lâu ngày nó có cái vết tróc sơn đây ha, chỉ bên ngoài thôi. Đó anh em lưu ý giúp em nha. Đầu bu viết thì zin hết ha. Đây. Cứng cáp nha anh em, đọc to đọc số 5 mà, phen Fuji không nứt phần nào hết nè, ngon lành hết nha. Cần thì nguyên bản hết. ISO phen lớn, giá rất là bình dân cho anh em ha. Cần thì nó còn đẹp nha. Carbon phen bát Fuji cần đẹp nè. Đấy. Con này thì mình gửi đến em là giá là 750 nha anh em, 750 ha. Mã số 3 nha. Tiếp mã số 4 mình lên cho anh em là một con cần đai qua ha. Đây, đai qua sub chữ đỏ này nè. Đai qua frame sub nè, T27 4m05 nha. Bát Fuji Civet nè, phen là phen Fuji ha, phen Fuji. Con này mình cũng đang sale giá rất là rẻ cho anh em nè. Con này mình gửi đến anh em giá chỉ có 1.6 triệu ha anh em nhé. 380g ngọn 2 ly ha. Cho anh em đánh đầu cần trục dù là hết ý nè. Bên trên xuất nhật nha, đai qua chữ đỏ. Đấy, định vị phen ngon lành nha. Phen phiết dùng ngon lành nha anh em, phen phiết ngon lành hết ha. Đấy, anh em có thấy ha. Con này là zin nguyên bản nha anh em, zin nguyên bản nha. Rồi mình để anh em 1.6 triệu mã số 4 nha. Số 5 mình lên cho anh em một con nè, con này cũng hàng hệ nè. Con này là con Daiwa Adjust nha nè, Daiwa Adjust nha. Chỗ này nó bị hơi bẩn xíu. Adjust này cứng 27, dài 4m25 ha, T27 4m25. Adjust là dòng cao cấp của thằng Daiwa nên phen là phen xích ha, phen Fuji xích. Bát Fuji nè, S7 nè. Phen là phen Fuji xích nha nè, có định vị phen ha. Thì cái con này tình trạng á nè. Cái con này tình trạng á thì nó có hụt nha nè. Con này nó hụt hết tầm 4-5 phân nha. Đấy. Hụt hết 4-5 phân nha nè. Đây ngọn của nó đây. Ngọn nó đáng lý nó ra đến đây nè. Mà nó hụt hết một ít này nha nè. Đấy tầm này nè. Hụt hết một khúc ha. 4-5 phân ha. Cho nên con này mình thanh lý rẻ cho anh em nha. Có định vị phen nha. Hàng cao cấp. Lại ngay cái phần này nè anh em. Anh em thấy không? Nó có một cái vết tróc cái sơn trắng nha. Đấy tróc sơn trắng nè. Này kiểu như nó kéo nó vướng cát hay đá gì nè. Vướng cát này vướng cát á. Nó tróc cái sơn trắng. Sơn trắng này bản thân nó dễ tróc lắm nè. Đấy anh em thấy không? Nó quẹt ngang đây nè. Bên trong nè anh em. Hình thức anh em có thấy nè. Nè, cần thì chỗ này nó hơi bẩn nha. Cái này nó dính bẩn nha anh em, chứ ngoài xước nha. Dính bẩn nha, keo dính gì á. Đấy, mua về mình cũng chưa lau nữa anh em. Rồi, con này nói chung là mình mua rẻ, mình bán cho anh em giá rẻ ha. Con phan xích nè, hạt cho súp. Con này để anh em mức giá rất rẻ luôn. Hiện tại nó còn 4m2 nha. Để cho anh em chỉ có 1.8 triệu thôi anh em. 410g ngọn 2.5 ly ha. Con phan xích nè, chỉ có 1.8 triệu thôi nha anh em. Rồi số 5. Nó còn 4m2, T27 ha. Ngọn nó đến 2.5 ly luôn nha. Tiếp mã số 6 mình lên cho anh em một con Ruby Superline SS22 nha, cứng 27 và 4.5 m ha. Con này xấu xước xác nè, mình thanh lý rẻ cho anh em nha. Nè, con này là phen xích nha nè, phen xích nha. Phen full xích nha nè. Đó, cái bộ phen này lậm tiền nè anh. Rồi con này mình thanh lý rẻ cho anh em nha, mình để anh em con này 900k, 440g ngọn 3 ly ha. 900k cho một con phen xích nha, mã số 6 nha. Nè bên trong nó nè, phen phiết là zin hết, không có nứt gì hết nha anh em. Phen ngon lành, đọt to nha, đấy đọt to nha. Phần trên này thì nó bị con này có hụt nha anh em, có hụt nha. Mình chưa đo nữa. Con này nó ghi là 4.5 m đó nhưng mà nó hụt bao nhiêu mình chưa đo nữa. Thấy ngọn nó cũng còn bé nè anh em, chắc hụt cũng không nhiều đâu. Thanh lý rẻ 900k nha. Đấy tình trạng nè anh em có thấy nha. Đó, mình quay rõ tình trạng nha nè. Thanh lý rẻ cho anh em ha. Nói chung câu bình thường con này đánh đầu cần trục dù ngon ha, phen xích mà. Hoặc là anh em là câu biển
Mình thấy nó 27 nhưng mà thấy nó cứng lắm anh em. Rồi con này mình để cho anh em giá là 900k nha, mã số 6. Số 7 mình lên cho anh em một con sub carbon ha. Đấy, số 7 lên cho anh em một sub carbon nè. Con này 3.9 nha anh em, fan Fuji ha, 3.9 fan Fuji. Ngon lành nha anh em. Carbon xoắn nè. Bên trong nữa đó anh em. Con này anh em đánh đâu cần chục dù là hết ý ha. Con này cứng XH nha anh em. 39 cứng DXH nè. Fan fix zin nguyên bản nha. Rồi con này để anh em giá rẻ nè, chỉ có 800k thôi, 350g ngọn 2 ly 2. Số 8 mình lên cho anh em một con súp lở nè. Súp lở của Suzumi nha. Suzumi nha anh em, súp lở nha. À, con súp lở này chiều dài là 3m3 ha, 3m3. Rồi con này thanh lý rẻ cho anh em nè, 650k 230g ngọn 2 ly nha. Fan Fuji ngon lành hết nè, fan Fuji, bass Fuji nha anh em. Đấy, fan fix ngon lành nha, ngọn ở đây. Đấy, chuẩn hết nha anh em. Ngọn còn mới đẹp ha. 650k anh em nha. Mình thanh lý rẻ cho anh em con này ha, hình thức bên trong còn đẹp nha, fan Fuji ngon lành hết. Tí mình gõ này lại cho anh em. Hơi xuống luôn rồi. Đấy. Chỗ này nó hơi bị bẩn bẩn nha anh em, chứ cần đẹp ha. Rồi con này để anh em 650k nha. Rồi, số 8. Số 9 mình lên cho anh em một con cần rút lua ha, của con Kenrap hàng hệ nè anh em. Kenrap fan xích nha. Đấy anh em thấy hình thức này. Dòng blue bóp nè. Rồi con này là chiều dài là 2m7 nha anh em. Độ cứng nó tầm MH ha, fan full xích nè, xích môi trời zin nguyên bản nha. Ngọn to nha, ngọn cứng nha. Cho anh em lua lóc chẽm nè. Fan xích ngon lành hết. Bên trong thì con này còn đẹp nha anh em. Đấy bên trong còn đẹp ha. Đấy bên trong còn ngon lành, đẹp, cứng nha. Con này cứng tầm MH đó nè. 2m7 ha. Rồi con này mình để cho anh em giá 1.4 triệu nha. 200g ngọn 2 ly 3 nha, cần đó. Số 10 lên cho anh em một con cần tay nè. Con này có bao ha. Đó, con cần tay nè anh em. Mình đứt đây ha. Có cái bảo hộ cần ở đít nè, carbon xoắn nè. Carbon xoắn nha nè, xoắn tít ha. Con này thì nó hụt hay dẻo nha, cho anh em câu cái con cá sặc, cá rô rồi anh em, hoặc là anh em ngoài Bắc thì câu cá giết ha. Đấy. Đây. Cần này hình thức nè anh em có thấy nè, bên trong đó nè. Chiều dài con này thì nó ghi là 3m anh em nhé. Chiều dài là ghi 3m ha. Đây. 3m anh em nhé. Rồi con này mình để anh em là 650k nha, 160g. Ngọn 1 ly nha. Mã số 10 nha. Đến mình lên cho anh em một số cây 2-3 khúc nè, 11. 11 mình lên cho anh em là một con cần 2 khúc 2 đọt nè, rất là đẹp nè, carbon xoắn nè, fan bass Fuji nè. Fan Fuji xứ dầu quang mới tin luôn ha. Con này là con Alpha, con này là con NFT nha anh em, NFT ha. Một đọt 60, đọt 80, 2m4 nè. Đấy, fan Fuji xứ dầu quang mới tin nha. Cho anh em câu ngâm, câu lăn xê là ngon lành nha, đấy. Rồi con này mình để cho anh em mức giá cũng rất là tốt nha, 800k nha nè. Ngọn 2 ly 3 và 2 ly 6, 320g ha. Ngọn mã 11. 12 mình lên cho anh em là một con cần 4 khúc nha. Carbon caro nè, 4 khúc đây nè. 4 khúc carbon caro nha. Con super carbon ha. Con này 4m5 nha. Zin nguyên bản hết nè, cán gỗ. Rồi con này thanh lý rẻ cho anh em 1.7 triệu nha nè. 460g ngọn 3 ly ha, 1.7 triệu. Bass Fuji, fan Fuji xứ dầu quang nè. Dầu ba nó fan gặp nè. Đây đầu bu đây, con này nó bị lai đầu bu nha. Nó zin hết nhưng mà bị lai đầu bu ha, đầu bu nó bị hư á. Đấy mình thay đầu bu khác ha. Gắn đầu bu khác cho nên đầu bu Fuji nha. Cũng đồng bộ với nó nha anh em. Rồi con này mình để cho anh em mức giá là 1.7 triệu nha, mã 12. Tiếp mã 13 mình lên cho anh em con 2 khúc. Câu ngâm sông hồ ha. Con này rất là đẹp, carbon xoắn nè, Navigator nè. Mới tinh nè. Xoắn tít hết nè. Đấy,
Fan Fuji nha. Ngọn nghiếc đây, ngon lành Hapezin ha. Con này ra nắng rất đẹp nha nè. Rồi con này thông số của nó thì sẽ là 340g ngọn 2 ly ha. Để anh em 800k nha. Mã 13 800k ha. 2m7. Độ cứng của nó thì nó tầm cỡ 60-80 ha. Cái tiếp mã 14 lên cho anh em một con lua của con Dewa Neversale nè anh em. Đó, Neversale anh em nhé. 2m7 nha, con lua này 2m7 nha. Đó, mình quay chi tiết cho anh em. Cái phần mà cán mút của nó có một cái lằn xước ngay đây nha, xước mút nha nè. Đó, như kiểu con dị cào vô nè. Hàng này là hàng fan xích nha nè, Neversale fan khui xích nha. Để con này lua 5-21g nè, đánh câu mực được nè. RI size số 2-3.5 nha. Line là 6-10 phao, made in China nè, fan xích nha, zin nguyên bản hết, keo chỉ là zin hết nha nè. Keo chỉ zin nè, nó có mấy cái lằn nứt nứt ha. Theo 5 tháng nha nè, phiên đề 3 nó có nứt nè. Đầu là xích chống xoắn nha. Con này hệ dẻo nha nè, cho anh em đánh màu nhẹ ha. Rồi con này độ cứng của nó sẽ là ML ha, 2m7 cứng ML. Rồi con này mình sell cho anh em giá rẻ 1 triệu nha. 1 triệu phiên xích nha nè, 150g ngọn ly 8. Kế tiếp mã 15 mình lên cho anh em là một con 2 khúc nha nè, 2 khúc nha. Con này cho anh em sọt dít nè. Đấy. Đó, sọc dít ha. Anh em đánh lai dít, sọc dít nè nè. Đó, nước không quá sâu nha nè. Đánh mồi nhẹ hay đánh được ha. Đây, dít đây. Con này dít mát được là, nó ghi đây là Louis T nè, mát được 160g, 6.6 ha. 6.6 tương đương 1.98 nha. Đánh BE mát là 1.5 nè. Indonesia xuất Nhật. Ngọn của nó bé nha nè, nhưng mà nó lua được mồi lớn nè. Con này cái ngọn của nó chắc là carbon đặc anh em, carbon đặc nó mới đánh khỏe được vậy. Cái phần này mình thấy bọng nha, chắc lên trên nó làm đặc đó anh em. Chứ nó đánh mát được 150g nhưng mà Shimano ha, 2 khúc ha. Phiền của nó là phen full xích nè, xích đời mới này nè. Chân mỏng ha. Đấy. Con này mới thì nó cũng rất là đắt luôn ha. Đây là dòng Shimano, dòng Yorod nha anh em. Shimano Yorod ha, anh em nhắn lên mạng xem giá là biết liền. Thì cái con này là màu xanh lục bảo nha anh em, màu xanh lục bảo ha, rất là đẹp luôn. Đầu bu xích chống xoắn nè, cần mới tinh như mới ha. Rồi con này mình đang sale cho anh em giá còn 2.2 nha anh em, 150g, ngọn 2.7. À mình đã nhầm, ngọn 1.7 nha anh em. 150g ngọn 1.7 mã 15 ha. 16 mình lên cho anh em một con Shimano 2 khúc nè. Con này mình sale rẻ cho anh em nha, cho anh em lua ha. Mình sale con này cho anh em 1 triệu nè. Đấy, sale rẻ cho anh em nha. Shimano 2m4 này nè. Đây một dòng City Game nha, Seabass. Con này đánh 4-12g, 4-10 phao nha. Indonesia xuất Nhật, Fan Fuji. Fan Fuji nha. Fan Fuji đầu bu full xích nè. Con này dẻo cho anh em đánh màu nhẹ nha nè. Đánh màu nhẹ ha. Con này zin bản nha. Cần mới tinh nè. Cần mới tinh gần như mới luôn nè. Zin dead hết nè. Rồi con này trọng lượng của nó sẽ là 150g, ngọn ly 8. Mình sale cho anh em còn 1 triệu ha, mã 16. 17 mình lên cho anh em một con cần lua 2 khúc nè. Con này của thằng Daiwa nha nè. Dòng Daiwa ha. Con này cũng là một cái dòng Daiwa hệ nha nè. Đấy. Con này độ cứng là MH nè, 2m7 nha, 902 nè. Đánh mồi 10-50g ha, 12-30 phao, phen full xích nè. Phen xích nha nè. Phen full xích nha, phen xích. Đấy, anh em có thấy phen xích ha. Phôi phít ngon lành hết nha nè, phôi phít ngon lành hết nè. Rồi con này mình để cho anh em giá sale rất là rẻ nên anh em, 1.8 triệu nha, 230g ngọn ly 7, mã 17 1.8 triệu nha, cho anh em đánh lóc đánh chẽm nè. Đó, chiều dài 2m7 cứng MH ha, khá là hiếm. 18 lên cho anh em con 2 khúc khủng nha nè. Con này khủng cho anh em săn hàng nha. Fan bass Fuji hết nè. Đấy, fan Fuji, cái dòng fan biển luôn nè anh em, rất là cứng cáp nha. Bọc màng co sẵn cán luôn nha. Cứng 200 và 2m7 nha nè, cứng 200 2m7 ha. Đấy. Đầu bu của nó đã được thay đầu bu rồng độc nha anh em, bu rồng độc ha. Rồi con này mình thanh lý rẻ cho anh em nha.
hành lý cho anh em giá 1 triệu nha, 600g ngọn 5 ly 2 ha. Cái phần cái fan này anh em thấy cái keo này nó hơi chóc chóc đây nha. Đó, mình gia cố cứng lại cho anh em rồi ha. Chỉ là nó chóc cái một cái lớp keo bóng rồi, còn lại đây đẹp ha. Hành lý rẻ cho em 1 triệu nha, mã 18. Mười chín mình lên cho anh em một con cần ba khúc nha anh em, con cần ba khúc của ông Đại Hoa nè. Đấy anh em có thấy cần ba khúc của ông Đại Hoa ha, carbon hai da nè anh em. Con này chuyên cho anh em là câu ngâm câu vặt ha. Con này là fan full xích nha anh em, fan xích nha, Đại Hoa fan xích, heo đã lóc nè, fan xích ha. Con này cứng 30 nha anh em, dài 3,5 m ha, Đại Hoa ha. Con này phen xích hết toàn thân nè. Con này giá rất là cao luôn nè. Đây hệ dẻo nha nè. Chọt 30 thì nó cũng không quá cứng đâu nè. 30 đấy, dẻo nè, 3,5 m nha. Cho anh em câu ngâm câu luffy rồi. Rồi con này để cho anh em 700k nha, hành lý rẻ cho anh em 700k phen xích nha, 330g còn 2 ly 1. Mã 19 ha. Số 20 lên cho anh em con 2 khúc nha, carbon phen bát Fuji mới tinh nè, cán chưa bóc luôn nè. Rồi con này máy 65 nha anh em. Độ cứng thì nó tầm cỡ 80 ha. Hành lý cho anh em 650k nha, 210g ngọn 2 ly ha, 650k. 21 lên cho anh em con 3 khúc nha, 3 khúc Master nè. Con này cứng 53m3 nha anh em, cứng 53m3 ha, phen Fuji, đầu bộ Fuji xích nha. Rồi con này để cho anh em mức giá sẽ là 700k nha anh em, 340g ngọn ly 9 ha, mã 21 700k. 22 mình lên cho anh em là một con 2 khúc nha anh em, 22 lên cho anh em con 2 khúc nha. Con này là chất liệu carbon nha anh em, fan bát thì của hãng nha. Fan bát nó của hãng hết nha anh em. Con này 2,4 m, cứng nha, cứng tầm 80 đến 100 á nha, fan bát hãng nha. Đấy. Rồi con này hành lý rẻ cho anh em nha, 600k nha, 260g ngọn 2 ly nè, 600k nha. Con này của Suzumi nha anh em, máy in Korea xuất Nhật ha. Fan bát thì nó của hãng. Đấy. Fan cũng cứng cáp ngon lành nè, nhưng mà hãng nó làm không phải Fuji ha. Mã 23 lên cho anh em con 2 khúc nè, carbon fan bát Fuji nha. Rồi hành lý rẻ cho anh em 700k ha, 260g ngọn ly 9. 700k nha anh em. Fan bát Fuji nha. Chiều dài là 2m15 ha, đầu bu full xích nè. Con này zin bản nha này, cứng thì tầm cỡ 60 ha. Cho anh em câu ngâm câu lăn xê nha. Kế tiếp 24 lên cho anh em một con 2 khúc nè, cán kim loại nha. Đó, hai con này làm 2 khúc solar nha. Đó anh em có thấy ha, cắm vào đây ha, zin bản nó vậy nha nè. Con này như rút góc được á, mà nó cứng quá, rút ngay đây được nha nè. Anh em về xịt ra, xịt vệ sinh giúp mình ha. Mình nhớ như rút được á. Này 2 khúc nha. Rồi con này mình để cho anh em giá 900k nha, 690g ngọn 3 ly 4, mã số 24 ha. Đây là một con Alpha Tucker nha anh em, hàng hệ Made in Japan nha, 2,7 m ha. Đánh được 12 phao nè. Fan là fan full xích nha. Fan full xích nha nè, fan nó hơi tan xíu nha. Đó mình để con này cho anh em giá 900k cho anh em câu biển nè, giá quá rẻ luôn nha. Con khủng nha, cán bằng kim loại, cán nhôm nè. 900k mà 24. Đến mình lên cho anh em một số cần lua nha. Đó, còn một số cần lua mình lên cho anh em nha. 25 lên cho anh em một con cần lua 2 khúc nè. Lua này cũng lua hệ nha anh em, lua của thằng Jackson nha. 3,3 m nha anh em, fan phân xích nha. Keo nó hơi xấu xíu rồi, phân xích nha. Đấy 3,3 m, cứng thì chắc con này cứng tầm MMH đó nha, được cho em lua ha. Đó, con này đánh line là được 8 đến 20 phao nha nè. Lua thì tầm 7 đến 21g ha, hơi xích nè. Ngon lành hết nha anh em. Nó chỉ là keo của nó quấn chỉ với lại quấn cái sơn phản quang à. Nhìn nó hơi cũ thôi nè. Rồi con này hành lý rẻ cho anh em nha, 1 triệu 2, 250g ngọn 2 ly 1 ha. 3,3 m, cứng tầm MH ha. 26 lên cho anh em một con lua 2 khúc hệ của Shimano C4 cộng nè. Đó, C4 cộng nha, lua hệ của Shimano nha. Dòng Diluna anh em nhé, Diluna là dòng cao cấp của hàng Shimano ha.
Con này 3m3, cứng M. Con này đánh được là 8 đến 42 gram ha, 8 đến 20 phao, made in China xuất Nhật. Công nghệ Hipower sóng ít hai da nha anh em. Fan là fan khui xích nha, fan khui xích chân ca nè. Nói chung hàng này hàng hệ rồi nè, mình bán trước mình về mình bán cũng nhanh lắm. Là bộ xích chống xoắn nè. Rồi con này hôm nay mình để anh em giá tốt nha, cứng M 3m3, cứng M cho anh em lưu biển lưu gàn được nè. Con này xuất sắc anh em, đẹp lắm. Rồi con này mình để cho anh em giá rất là tốt nè, chỉ có 2.3 thôi nè. 180g ngọn ly 7 nha, 2.3 cho một con cần chuẩn zin nguyên bản nha. Rất là đẹp nha. Rồi, siêu phẩm ha. Shimano Di Luna 2 da 2.3 mã 26. Cái tiếp 27 mình lên cho anh em là một con Mayurap 2 khúc nha, cũng phôi 2 da luôn nè. Fan xích nha. Đó, zin nguyên hết ha, nấm carbon nè. Con này mình thanh lý rẻ cho anh em nha, 1.6 ha, 110g ngọn 1 ly rưỡi, chỉ có 1.6 thôi nè. Em sở hữu được một con Mayurap dòng Kashiwan này nè. Con này 8.6 nha, 2m88 cứng MH ha. À 2m58 anh em, 2m58 cứng MH ha. Con này đánh RI được 3.0 đến 4.0 nha anh em. Câu mực là ngon lành ha, hoặc là em lua ha, cứng MH mà. Fan là fan xích anh em nha, fan xích nha. Fan ca xích nè. Đấy anh em thấy không? Rất là dày nha. Đầu bu xích chống xoắn nha. Full xích chống xoắn. Nói chung con này hệ cũng dẻo anh em. Cho anh em rễ mực ha, rễ mực hoặc là anh em lua màu giả anh em, lua màu giả ha. Rồi con này để anh em 1.6 mà 27. Tiếp 28 lên cho anh em con 2 khúc, con Tifa. Tifa này là full bao anh em nhé, như mới ha, chỉ hữu hợp thôi. Con này là fan titanium nha anh em, fan titan ha. Đó, fan titan Fuji 25 nè, fan xích nè. Đấy, bát biết ha, bát Fuji đen, bát này xịn nha anh em. Đây Tifa dòng sport đây nè. Con này chiều dài của nó sẽ là 11.8 ấy nha, 11.8 thì nó gần 12 feet ấy nha. 83 24. Con này chiều dài của nó là tầm 3.5 m ha. 3.5 m nha anh em. 3.5 m 2 khúc ha. Fan xích titanium ha, titan đề đầu nè. Đấy, đề ba của nó là 40 luôn nè. Fan rất là chuẩn nha anh em, xích dày lắm anh em ạ. Con này khỏi phải bàn nè, quá chuẩn. Nè đầu vu nó đầu vu titan luôn nha anh em. Đây cho anh em phân biệt cái đầu vu titan này, anh em nhìn nè, cái màu nó màu xám tro, xích rất là dày nha. Thì đầu vu này nó hạn chế được cái tình trạng là anh em câu biển câu nước mặn á, hạn chế được nó rỉ muối nha, hạn chế nha nè. Tất nhiên thì cái vu nào nó cũng rỉ nha, chỉ này chỉ hạn chế thôi nè. Rồi cây này mình để đến em mức giá rất là tốt nha, con này gửi đến em mức giá chỉ có 2.4 thôi nè. Đó, sale rẻ cho anh em 2.4 ha, fan titan full bao nha, 340g ngọn 2.4 ha. Mã số 28. 2930 là lên cho anh em một cặp rút mini nè. Để lên mã 29 trước nha. Rồi, hàng này hàng mới chưa sử dụng, chưa bóc keo nha anh em. 650k, trọng lượng 90g ngọn 1 ly ha, mới chưa xài nè, tem vàng nội địa nha. Cho anh em bỏ cốp xe trốn vợ nha. Ngọn nghiết đây. Đấy anh em thấy không? Carbon nha anh em, carbon xoắn đàng hoàng nha, cần mới chưa xài ha. Con này là 1m8 nha nè, made in Korea xuất Nhật nè. Mã số 29, 650k ha. 30, con Shimano nha. Holiday Spec nè, cứng 10 và 1m8 ha. 650k, 100g ngọn ly 3 ha. Đây, hình thức đây em có thấy. Bên trong nó đây, đây ngọn nghiếc đây, dẻo nè. Đấy anh em thấy không? Cứng 10 mà. Đấy, 10m8 ha. Rồi, hai con Shimano dưới vậy. Con kia mới chưa xài, con này có xài rồi nhưng mà cũng gần như mới, 650k mã 30. 31 lên cho anh em một con Saurat nè, Saurat có bao nha anh em. Con này rất là hiếm nha. Con này độ cứng của nó là H nha anh em. Cho anh em đánh GT hạng nặng nè. Con này là 2m7 cứng H nha. Con này đánh BR mat của nó là số 8 nha anh em. Đấy. Lua mat 120g, light club nó là 40 phao nha anh em. 40 phao nha, cả 19kg rồi nè, 18-19kg nè, fan là fan full xích nha, fan xích hết à, fan rất là cứng cáp. Thì con này keo nó bị cũ á, mình có cho thợ đi keo lại nha nè, đây anh em lưu ý nha, keo là keo đi lại nha, đi keo lại rất là đẹp luôn nha nè. Đó, bán hàng có sao báo vậy ha, keo này đi lại ha, vẫn đảm bảo cho anh em chơi hàng chuẩn nha nè. Đó, keo kiếp nè,
đi thì cũng gần như zin nè. Đấy, mình thông báo anh em thì anh em không để ý, anh em cũng thấy đâu, nó đẹp lắm nè, ngon lành hết như này. Keo cũ của nó thì nó hơi bị bong bong trắng như này nè, đấy mình đi lại ha. Rồi con này thì cứng hắc là quá cứng luôn nha, cho anh em đánh lóc nháy thật chầm chim mưu minh nè, hoặc là anh em đánh GT sân hàng bóp binh rồi nha. Con này mình thanh lý cho anh em ha, tại vì nó đã mất zin cho nên đi keo lại 2.4 nha, 400g ngọn 3 ly nha anh em, 2.4 mã 31, thanh lý rẻ cho anh em. Cuối cùng 32 là một cái bao Shimano Nestle cho anh em. Đấy, anh em hỏi nhiều lắm nên mình lên cho anh em cái bao quá đẹp nè. Bao này rộng nha, có túi để cần máy 4-5 bộ thoải mái nè. Đo được cái bụng nó tới 25cm nha nè, rất là rộng nha, nè, nó vuông lên nè. Rồi sau nữa nè, đấy, nó có ngăn phụ nữa, nên nó hơi bị bẩn xíu. Bao nói chung bao này đẹp, chiều dài 1m25 nha nè, 1m25 ha. Rồi mình để cho anh em bao này 1.5 triệu nha. Rất là xịn sò nha, đây, mút xốp nè, quẩy nè. Bên trong nó ngon lành nha, để mình tháo ra bên trong cho anh em xem. Nói chung cái bao này để nhiều cần lắm nha. Đây, bên trong mút xốp ngon lành hết. Có chống móc nữa nè. Xốp dày lắm nha nè. Đấy, bên trong nó đó. Cho anh em để cần máy thoải mái. Đây, nhân phụ nha. Nhân phụ thì nó cũng có một cái để... Đây, bên trong chia ra hai băng nhân luôn ha. Bên ngoài có một cái lưới để đồ nè. Đây, anh em có thể dắt đồ vô đây ha. Còn đây một ngăn nữa nha, nhiều ngăn lắm. Đấy, để đồ thoải mái nha. Rồi, bao này mình để đến anh em 1.5 triệu nha. Tổng quan sơ lược giới thiệu anh em 32 mã. Anh em thích mã nào cứ lô trực tiếp với shop mình. Rồi, anh em vui lòng cho mình một đăng ký kênh ha. Và nhấn nút chuông theo dõi, khi mà mình like nó sẽ báo sớm video cho anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt anh em ạ.